Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt 30 tập của chương trình, kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, việc chọn ngày tốt, tránh ngày xấu từ lâu đã trở thành một nét đẹp truyền thống của người dân ta. Trong bất cứ công việc gì, việc lựa chọn ngày tốt đều được ưu tiên hàng đầu. Việc làm nhà cũng không ngoại lệ. Xem ngày động thổ hay xem ngày làm nhà theo quan niệm của dân ta từ xưa là xem theo tuổi của người đàn ông lớn trong gia đình. Xem ngày động thổ làm nhà giúp cho gia chủ chọn được ngày tốt để khởi công xây nhà, từ đó tăng thêm sự tốt đẹp cho ngôi nhà cũng như là quý bản mệnh. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày động thổ tốt nhất trong tháng 12 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những việc cần làm trong ngày động thổ tháng 12 âm lịch. 2. Những ngày xấu kiêng kỵ động thổ trong tháng 12 âm lịch. 3. Những ngày tốt nhất động thổ trong tháng 12. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 5. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông và thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác động thổ được thuận lợi và may mắn. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trong ngày động thổ tóm tắt như sau. Lễ động thổ là một sự kiện được duy trì từ xa xưa đến nay như một tín ngưỡng của tổ tiên để lại. Do vậy, khi tổ chức nghi thức này, gia chủ cần nắm rõ các bước cần lưu ý khi tổ chức lễ động thổ, nếu không sẽ phạm phải sai lầm đáng tiếc mà đáng lẽ là không nên có. Điều quan trọng cần phải xem phong thủy, chọn ngày giờ tốt, chọn người động thổ, hướng động thổ. Trong trường hợp tuổi của gia chủ không phù hợp để tiến hành động thổ thì có thể thực hiện nghi thức mượn tuổi động thổ. Người được mượn tuổi phải được xem xét kỹ càng. Tiến hành lễ động thổ, khi đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật thì gia chủ hay chủ đầu. Tiến hành lễ động thổ, khi đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật thì gia chủ hay chủ thầu của các công trình xây dựng đặt những nhát sẻng xúc cắt đầu tiên trình báo với thổ thần xin được động thổ mảnh đất nơi sẽ diễn ra công trình xây dựng. Sau buổi lễ động thổ bắt đầu máy móc và công nhân tiến hành vào xây dựng. Trước khi hành khấn, thắp hương vái bốn phương, tám hướng, rồi quay mặt vào mâm lễ mà khấn. Bắt đầu khấn và khi tiến hành làm lễ động thổ, gia chủ hoặc chủ đầu tư phải có khoảng cách an toàn khỏi nơi động thổ, công trình xây dựng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết về lễ động thổ. Nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày động thổ. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu những ngày tốt nhất để tiến hành công việc động thổ trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cắt lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày động thổ phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ động thổ, kỵ những ngày sát chủ mùa, thiên địa chuyển sát, thụ tử, dương công kỵ, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, thổ phủ, trực bình, trực thâu, trực bế, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt yểm, thiên sự, đại thời, tứ phế, ngũ mộ, thổ phù, địa nang. 2. Ngày hợp động thổ. Ngày tốt động thổ bao gồm những ngày là thiên nguyện, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, tam hợp và trực khai. Hoàng đạo, minh đường, thiên ân, mẫu thương, trực thành, trực khai, trực mãn và ngày động thổ châu đường. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra ngày tốt nhất động thổ trong tháng 12 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 12 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí vô cùng quan trọng khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 dương lịch đến 21 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Tháng 12 là tháng Quý Sửu, là tháng đủ, ngày mùng 1 là ngày Canh Tuất, ngày 30 là ngày Kỷ Mão.
Trong tháng 12 có hai tiết khí là Tiểu Hàn và Đại Hàn. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 12 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 12 âm lịch là ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày sát chủ mùa là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão, ngày 30 Kỷ Mão cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 3. Ngày thiên địa chuyển sát là những ngày mùng 3 Nhâm Tý, 27 Bính Tý. 4. Ngày thụ tử là những ngày Dậu, bao gồm mùng 2 Tân Dậu, 24 Quý Dậu cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 5. Ngày dương công kỵ trong tháng 12 là ngày 19 Mậu Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Là ngày tăng nương, bao gồm 6 ngày, mùng 3 Nhâm Tý, mùng 7 Bính Thìn, ngày 13 Nhâm Tuất, 18 Đinh Mão, 22 Tân Mùi và 27 Bính Tý. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 7. Ngày nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Giáp Dần, 14 Quý Hợi, 23 Nhâm Thân. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 8. Ngày nguyệt kiến là những ngày Sửu, bao gồm mùng 4 Quý Sửu, 14 Ất Sửu, 28 Đinh Sửu. 9. Ngày nguyệt phá là các ngày Mùi, bao gồm mùng 10 Kỷ Mùi và 22 Tân Mùi. 10. Ngày thổ phủ là những ngày Sửu, bao gồm mùng 4 Quý Sửu, 14 Ất Sửu và 28 Đinh Sửu. 11. Ngày trược bình là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 12. Ngày trực thâu là các ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Sáp Tuất. 13. Ngày trực bế là những ngày Tý, bao gồm mùng 3 Nhâm Tý, 15 Sáp Tý và 27 Bính Tý. 14. Ngày kiếp sát là các ngày Dần, bao gồm mùng 5 Sáp Dần, 17 Bính Dần và 29 Mậu Dần. 15. Ngày tai sát là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão. 16. Ngày nguyệt sát là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 17. Nguyệt hình là những ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Sáp Tuất. 18. Ngày nguyệt yểm, trong tháng 12, ngày nguyệt yểm là những ngày Hợi, bao gồm mùng 2 Tân Hợi, 14 Quý Hợi và 26 Ất Hợi. 19. Ngày thiên sứ là ngày mùng 9 Mậu Ngọ, ngày 21 Canh Ngọ. 18. Ngày đại thời là ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 19. Ngày tứ phế là ngày 15 Sáp Tý. 20. Ngày ngũ mộ là ngày 19 Mậu Thìn. 23. Ngày thổ phù là những ngày Tý, bao gồm mùng 3 Nhâm Tý, 15 Sáp Tý và 27 Bính Tý. 24. Ngày địa nang là các ngày Ất Dậu, Ất Mùi, tháng 12 âm lịch không có hai ngày này. Đó là 24 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc động thổ cho được hanh thông và thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 25. Ngày thiên đức là những ngày canh, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, trùng với ngày trực thâu và ngày nguyệt hình nên ta không chọn. 11. Canh thân không trùng với ngày xấu nào nên ta có thể chọn ngày này để động thổ. Ngày 21 Canh Ngọ có nhiều hung tinh nên ta không dùng được. 26. Ngày thiên đức hợp là những ngày Ất, bao gồm mùng 6 Ất Mão cũng là ngày tai sát, rất xấu. 2. Ngày 16 Ất Sửu trùng với ngày nguyệt kiến. 26. Ất Hợi trùng ngày nguyệt yểm, ta không thể dùng được. 27. Ngày nguyệt đức là những ngày canh, trùng với ngày thiên đức đã xét ở trên. 28. Ngày nguyệt đức hợp là những ngày Ất, trùng với ngày thiên đức hợp đã xét ở trên. 29. Ngày thiên xá là ngày 15 Sáp Tý, trùng với ngày thiên nguyện đã xét ở trên. 33. Ngày nguyệt ân là những ngày tân, bao gồm mùng 2 Tân Hợi, ngày 12 Tân Dậu là ngày thụ tử, kiêng kỵ không làm việc gì. Ngày 22 Tân Mùi trùng với ngày nguyệt phá nên không động thổ. 35. Ngày tứ tướng là những ngày Giáp và Ất, bao gồm mùng 6 Ất Mão, ngày trùng. Ngày này trùng với ngày tai sát và ngày trực mãn nên bỏ qua không xét. 16 Ất Sửu, 26 Ất Hợi, nhiều hung tinh không thể dùng được. Mùng 5 Giáp Dần là ngày rất xấu nên không nên động thổ. 15 Giáp Tý đã xét ở trên. 25 Giáp Tuất tuy là ngày nguyệt hình nhưng có nhiều cát tinh có thể xem xét thêm. 36. Ngày thời đức là những ngày Dần trùng với ngày kiếp sát nên ta không dùng. 37. Ngày tam hợp là các ngày Tỵ, Dậu, bao gồm các ngày mùng 8 Đinh Tỵ, 20 Kỷ Tỵ. Ngày Tỵ là ngày cát để động thổ trong tháng 12 âm lịch. Ngày Dậu trùng với ngày thụ tử, kiêng kỵ mọi công việc. 34. Ngày trực khai là ngày Hợi trùng với ngày nguyệt yểm nên ta cũng không dùng được. Như vậy chúng ta đã dựa vào 34 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn những ngày tốt động thổ trong tháng 12 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 12 âm lịch cho việc động thổ đó là những ngày tốt sau. Ngày 11 Canh Thân kỵ những người tuổi Dần, hợp những người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Ất. Ngày 25 Sáp Tuất kỵ những người tuổi Thìn, hợp người tuổi Dần, Ngọ, Mão và những người có thiên can là Kỷ. Ngày mùng 8 Đinh Tỵ kỵ những người tuổi Hợi, hợp người tuổi Dậu, Sửu, Thân và những người có thiên can là Nhâm. Ngày 20 Kỷ Tỵ kỵ những người tuổi Hợi, hợp người tuổi Dậu, Sửu, Thân và những người có thiên can là Giáp.
Đó là những ngày cắt lành động thổ trong tháng 12 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng là qua video này quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp và như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.